me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Trịnh Đình Thành. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách mà có thể chống say trên xe buýt hay là trên xe ô tô. Thì trước tiên phải nói về mẹ mình vậy là gì mình. Hai người này cực kỳ dễ say sóng khi đi trên những chiếc xe đó. Thì có một lần mẹ mình đi trên chiếc xe, sau đó mẹ mình nôn rất là nhiều. Nói chung nôn, đi tập là nôn như vậy, rất là dễ sợ. Dì mình cũng vậy, đi trên xe một tập thôi là nôn rất là nhiều. Thì hiện tại thì có rất nhiều loại thuốc chống say có trên thị trường mình có thể sử dụng. Nhưng mà còn tác dụng của nó như thế nào thì mình biết. Nhưng mà có một cách rất là hay mà hiện tại mẹ mình và dì vẫn đang sử dụng để có thể chống say được những cái khi đi trên xe buýt chẳng hạn. Tại vì có một những lần thì mẹ mình vào trong Đắk Lắk chẳng hạn, hay là mẹ mình ra Quảng Trị chẳng hạn, thì sẽ đa số là đi trên xe buýt hết. Vì vậy thì chống say là một cái những cái biện pháp mình phải làm. Thì mẹ mình đã sử dụng như thế nào? Thì trước tiên là mẹ mình chuẩn bị một cái bi trước rồi nè. Trước khi đi mặc biết mình dễ say rồi, vì vậy thì mình phải chuẩn bị một cái bi trước. Có một số chiếc xe thì họ chuẩn bị sẵn cho mình, đối với những người say thì họ chuẩn bị rồi, nhưng mà có những chiếc xe thì họ không chuẩn bị. Và nếu mà mình có những nguyên liệu ở đấy thì mình sẽ sử dụng, mua thuốc chống say trước để sử dụng. Nhưng mà mình có một số cái biện pháp như là sử dụng vỏ chanh chẳng hạn, hay vỏ cam chẳng hạn. Đó là hai quả chống say rất hiệu quả. Mà mình nói là chỉ cần cắt vỏ cam ra hoặc là vỏ chanh ra, nói chung mình vắt cho nó ra cái phần mùi thơm thơm này, sau đó mình bịt bỏ vào khẩu trang, xong mình bịt lại, như vậy thì nó đỡ mùi, nó cũng đỡ say. You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay.